Chữ hả? Chữ chuẩn bị đóng cửa rồi, 7 giờ là đóng cửa. Thì hai đứa nhỏ cũng đánh buổi tối thôi á, vì ban ngày cái đi học á. Thôi trừ xuống liền thì được. Ấy là em xuống liền mà em ở trên điểm sai lắm, chạy xuống là mất tầm 15 phút rồi. Dạ dạ dạ. Đó là để em chạy xuống này. Đúng rồi, sai luôn. Đồng hồ đây chạy nhanh, bắt đầu chạy chậm hơn. 7 giờ rồi mà. Nhìn anh sẵn luôn, không biết đúng hay sai luôn á. Rồi xong phim. Rồi ta làm đèn. Tăng ca. Hình như còn khách chờ mới. Từ từ. Từ từ em. Có lại coi. Để hàng về. Mấy mình toàn về trễ không. Đậu quá. Có tay về luôn rồi đó hả? Răng. À, thôi nhập viện đi chứ trừ ra. Nhân viện mua đây. Thôi cứ vô đại đi, vô đại đi trong gần bệnh viện đi cho khỏe. Hắn đâu rồi? Đau răng đau ruột thừa được ta? Đau chỗ... Đau ruột thừa có ói không ta? Chứ đâu có đau đến mức độ nữa đâu. Thường bị ói đâu vậy, bị đau đường ruột chứ ta. Đau ruột thừa là đau, đau đường ruột chứ răng mà răng. Đau ruột thừa đau kinh lắm. Nhà em hồi xưa ba em bị đau, đau kinh khủng rồi. Đau đi mẹ luôn. Thôi cứ vô viện đi ta, mệt quá. À, xong chưa? Còn phải chơi.
quên yên quên tao quên mất yên bé ơi. Hãy cho tao ủa hỏi lên răng quay hà đâu tao mệt mỏi gì răng nghe răng đau ruột thừa được ta cô lấy chị nghĩ đau đừng ruột thôi nhưng mà thôi cứ vô nhập viện cho chắc. Dễ chị đau có khi mới hả có khi mới bị nó đau nè bạn em mới bị hả bạn em mới bị không bị là không bị kiểu răng bé mới bị bạn em kiểu nó hay bị đau bụng á ói à có ăn vô kiểu lâu lâu thì vẫn bị ói kiểu cứ hay bị đau quằn quại cái bụng á thì cứ nghĩ là kiểu bị đau đường ruột hay gì thôi uống thuốc mà xong chắc thời gian sau cái đau đau nặng quá là khi đó nhập viện là mổ quá. Mới những lên đi. Ủa con nít vẫn bị hả ta? Mình cứ nghĩ lớn mới bị thôi chứ. Thôi bạn em bị đau vậy cứ nghĩ là bị đường ruột hay bị dạ dày gì đó vậy. Đau nặng quá, đau chỉ chịu không nổi là gọi nhập viện là mổ thôi. Nói chung lên viện cho chắc chứ là cũng yên, không cho yên tâm. Với lại anh viện đây cho nó gần nó khỏe nè. Ôi mà hắn đâu rồi mà ông để
Gì đấy? Để đi chơi đúng không? Chơi không cho về về không? Không. Đưa không cho gì? Không.